Hello, chào các anh em, chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về top những nữ hoa, chúng ta sẽ không review về một mối gương nào đấy, mà ngày hôm nay anh em mình sẽ chém gió. Chúng ta sẽ nói về những cái truyền thuyết, những cái lời xì xào, những cái lời bàn tán xung quanh những một số những chai nước hoa đã từng sản xuất hoặc vẫn còn đang bán trên thị trường hiện nay. Đã khá nói chung là chúng ta sẽ buôn chuyện với nhau, ok? Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình bằng một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta quay lại với chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là buôn chuyện. Một số những cái sản phẩm mà mình được biết và xoay quanh nó, đó là những cái lời đồn đại, những cái lời xì xào, những cái lời bàn tán. Nói chung là tám chuyện. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây, đó là hai sản phẩm mà mình không có chai nước hoa, do vậy mình sẽ để ảnh ở bên cạnh. Và chai đầu tiên đó là Chanel No. 5. Nói đến chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng kể cả một người không hề biết gì về nước hoa thì họ cũng sẽ nói là đã từng nghe đến sản phẩm này. Thì chúng ta đều biết là cái độ phổ cập, phổ biến của dòng sản phẩm của nhà Chanel. Và khi mà nói đến chai nước hoa này thì chúng ta phải nói đến một cái chất đã tạo nên thành công của nó, đó là aldehyde. Đây là một chất mà có ở trong rất là nhiều, ví dụ như là cơ tim của bò này, hoặc là trong cam hoặc là quýt thì đều có chứa aldehyde. Và với mình, khi mà mình ngửi bất kỳ một chai nước hoa nào có sử dụng aldehyde thì nó luôn, về cơ bản mình cảm nhận rằng nó mang một cái cảm giác thư thái. Nó giống như kiểu một ngày mới, chúng ta mở cánh cửa ra và cái không khí của ngày mới nó ùa vào, chúng ta ngửi và chúng ta cảm thấy nó rất là nhẹ lòng, nó cảm thấy rất là thư thái. Đấy là cái cảm giác của mình khi mà ngửi aldehyde. Quay trở lại với chủ đề, đó là chai nước hoa Chanel No. 5. Ở đây thì rằng đó là trợ lý của perfumer này, khi mà pha chế mùi đã lỡ tay cho cái tỷ lệ aldehyde cao hơn mức bình thường. Bởi vì theo như mình được biết, khi mà pha chế mùi không được cho quá 1%, bởi vì bản chất mùi này nó khá là mạnh. Và cái người trợ lý này đã vô tình cho quá cái nồng độ aldehyde vượt lên so với tiêu chuẩn cho phép. Và đây được coi là một cái sai lầm thế kỷ, bởi vì chính nhờ cái sai lầm này lại vô tình tạo nên cái thành công cho mùi hương của Chanel No. 5. Tất nhiên thì cái truyền thuyết này đến bây giờ thì mọi người đều đã xanh cỏ, đó đều đã về với các cụ rồi, thì cũng không biết được rằng đây có phải là sự thật hay không. Nhưng họ vẫn, chúng ta nếu mà chúng ta chịu khó tìm hiểu một chút thì cái truyền thuyết này chúng ta hoàn toàn có thể đọc được. Và đây là một câu hỏi mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ có lời giải đáp, không bao giờ có câu trả lời đó. Và chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm đến từ nhà Guerlain và nó có tên là Misoko. Ở đây thì mình không nói là tại sao lại đặt tên chai nước hoa này là Misoko, mà mình chỉ nói qua một chút, đó là ở một khía cạnh nào đấy chai nước hoa này có vẻ như không hợp với những người nào là giống như kiểu là superstar ấy, kiểu siêu sao hoặc những người nổi tiếng ấy. Bởi vì có hai nhân vật đã rất là thích cái mùi hương của Misoko, đó là Jean Marlowe và người thứ hai đó là vua hè Charlotte Chopin. Không biết là vô tình hay là như thế nào đấy, thế nhưng cái cuộc đời của hai người này đều phải gọi là dùng từ bi kịch. Trong khi nữ diễn viên Jean Marlowe đã trải qua 3 lần kết hôn và cũng qua đời khi mà còn rất là trẻ, 27 tuổi, vì bệnh suy thận. Và người thứ hai đó là vua hè Charlotte Chopin, thì cuộc đời ông có thể gọi là trong những bi kịch. Và đặc điểm chung của hai người này đó là họ đều rất là chuộng mùi hương của Guerlain Misoko. Thì không biết đây có phải là một cái mùi hương nói chung là bị dớp hay không với những người nổi tiếng hay không, thì cái này thì mình không biết, bởi vì chúng ta đều là những, đến bây giờ thì đều là những anh nông dân quèn, cho nên chúng ta có thích thì cũng không sợ. Thế nhưng đối với những người nổi tiếng thì có vẻ như đấy là một cái dớp, và đây cũng là một cái truyền thuyết hoặc là một cái gì đấy xì xào về chai nước hoa này. Đó, đấy là hai chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến. Chai nước hoa thứ ba mình muốn nói đến đây đó là Fleur de Mai. Nhắc đến chai nước hoa này thì
chúng ta sẽ cần phải nói về một chút là mệt. Bởi vì chai hoa này ra mắt trước sản phẩm Fleur de Mai. Nhưng theo như một bài viết mình đã từng được đọc, đó là trong một vài năm sau khi ra mắt sản phẩm này thì doanh thu của Le Mai đã bị sụt giảm. Và để mà giữ cái biểu tượng thành công của Jean Paul Gaultier, bởi vì như mình đã nói trong một cái video riêng, với sản phẩm Le Mai trong một đêm nó đưa Michael Francis Cochrane và Jean Paul Gaultier lên đến đỉnh Olympia, lên đến tột đỉnh của thành công, thì có ý kiến cho rằng để giữ lại cái thương hiệu hoặc là cái tên tuổi đã làm nên thành công của mình thì Jean Paul Gaultier đã quyết định cho Fleur de Mai bị ngưng sản xuất đó. Tất nhiên câu chuyện này mình cũng chưa bao giờ được chứng thực lại, thế nhưng đấy cũng là một trong những cái xì xào xung quanh cái vòng đời kết thúc khá đáng tiếc của Fleur de Mai. Bởi vì với một số blogger họ đánh giá sản phẩm này mùi hương thú vị hơn so với Le Mai, tượng đài của nhà nước hoa Jean Paul Gaultier. Nữa, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Dior. Chai hoa đầu tiên ở đây đó là Dior Sauvage. Khi mà nhắc đến Dior Sauvage và thời điểm nó ra mắt đã nổ ra một, nói chung là nổ, gọi là nổ ra thì là hơi quá, thế nhưng đã có những cái xì xào, đã có những so sánh với một sản phẩm rất là thành công khác của nhà Chanel, đó là Bleu de Chanel. Như mọi người đều đã biết thì Dior và Chanel giống như kiểu là Apple và Samsung, cuộc chiến vô cực. Và khi mà chai hoa này ra mắt, nó đã bị xa so sánh bởi vì là cùng phân khúc này, mức giá thì không chênh lệch nhau. Và về thiết kế thì có một vài cái gọi là copy theo của Bleu de Chanel. Ví dụ như ở đây là cái nắp nam châm này chẳng hạn. Đó, cái nắp nam châm là bởi vì chúng ta đều biết Bleu de Chanel cũng sử dụng nắp nam châm. Đây là cái câu chuyện khi mà Sauvage mới ra mắt. Với mình đến bây giờ thì Dior Sauvage vẫn là một cái sản phẩm mùi hương quốc dân thành công của nhà Dior. Sexy, ngọt ngào, quyến rũ hoặc là bất kỳ một cái gì đấy. Chai hoa thứ hai đó là Dior Homme 2020. Vào cuối năm 2019, đầu những năm 2000, cuối 2019, đầu 2020 thì nhà Dior đã tung ra hai dòng sản phẩm. Một đó là Dior Homme vẫn dựa trên cái line Dior Homme rất là nổi tiếng của nhà Dior. Và chai nước hoa thứ hai đó là Dior Homme 2020. Ngay lập tức đã có những cái bàn tán về tại sao Dior vẫn giữ cái tên Dior Homme cho một cái mùi hương không liên quan gì đến cái line Dior Homme cực kỳ là nổi tiếng, với một mùi hương hoàn toàn khác biệt, và tại sao họ lại vẫn giữ cái tên này. Phải chăng là Dior đang cố giống như kiểu là business đó, có là giống như kiểu một cái tên thu hút, một cái thương hiệu thu hút để mà làm sao khách hàng tò mò mua sản phẩm mới này của họ. Dior Homme 2020 và cái thời điểm mới ra mắt cũng gây rất là nhiều những cái bàn tán xì xào xung quanh là mùi hương thì không liên quan gì đến cái line Dior Homme mà tại sao lại đặt tên giống như thế. Và cuối cùng là một sản phẩm nổi tiếng 540. Chúng ta chỉ cần vào Google và đánh keyword can't smell Baccarat Rouge hoặc là Baccarat 540, chúng ta sẽ nhận được hàng tá những cái topic thắc mắc tại sao lại không ngửi được mùi hương của chai nước hoa này sau khi xịt. Và có nói chung là rất nhiều những cái topic thắc mắc về vấn đề này. Mình nghĩ rằng đến khi nào còn tồn tại chai nước hoa này thì cái cuộc tranh luận là có ngửi được hay không sẽ vẫn còn tiếp diễn, sẽ vẫn còn dài dằng dặc đó. Dù sao thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái thú vị về chai nước hoa này. Bên cạnh cái chất lượng mùi hương thì cái việc có hay không ngửi được mùi hương của 540 sẽ còn, nói chung là còn vô cực, đến chừng nào nó vẫn còn sản xuất đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em một vài cái truyền thuyết, một vài câu chuyện xì xào, lời bàn tán về một số chai nước hoa đã từng ra mắt hoặc là đã bị ngừng sản xuất.
Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh mình nhé. Bên xin chào và hẹn gặp lại.